Những năm gần đây, vấn đề liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp ngày càng được các trường đại học cao đẳng coi trọng nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, hiểu biết thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Với những sinh viên sắp ra trường, những ngày hội việc làm như thế này luôn là cơ hội tốt để các em gặp gỡ trực tiếp với các nhà tuyển dụng. Hiện nay hầu hết các trường đại học cao đẳng đều tổ chức các ngày hội tuyển dụng thường niên, làm cầu nối ba bên, doanh nghiệp, nhà trường, sinh viên, nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên ngay khi còn trên ghế nhà trường. Em mong muốn tìm được những cái lần họ giới thiệu để mà mình có thể phỏng vấn và mình có cơ hội việc làm trong tương lai. Em sẽ chuẩn bị những cái gọi là cái kỹ năng mềm cơ bản nhất để mà mình có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của công việc. Giờ đây, nhiều doanh nghiệp đã tham gia đào tạo sinh viên tại các trường đại học cao đẳng nhằm mục tiêu rút ngắn giữa lý thuyết và thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Mối liên kết này đang trở thành chiến lược tạo thế mạnh cạnh tranh trong phát triển chương trình đào tạo và tuyển sinh đại học, đảm bảo đáp ứng được nguồn nhân lực theo định hướng ứng dụng. Thì đối với cô Thế Con thì gần như năm nào cũng có những cái chương trình kết nối với những trường đại học, thì cũng để thêm những nguồn nhân lực và đào tạo những cái lớp kỹ sư, cán bộ quản lý kế cận cho công ty. Đối với những cái lứa sinh viên ở những năm đầu năm 2000 hay là thì anh em nó thiên về cái tính chăm chỉ gần cù. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua thì cái tư duy, đặc biệt về tư duy, nhận thức về cuộc sống, nhận thức về công việc của anh em nó tiến bộ hẳn lên. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu, xu hướng của xã hội và đặc biệt là yêu cầu của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố đã đang đào tạo theo hướng tiệm cận với thực tiễn thông qua hình thức đào tạo như học theo dự án, triển khai các đợt thực tập kỹ thuật, thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp. Ngay khi mà các em vào đại học là chúng tôi có mở ngay một cái gọi là ngày đón tân sinh viên. Và ngay tại đón tân sinh viên á, thì chúng tôi có những cái doanh nghiệp tới giới thiệu những cái việc làm cũng như là cơ hội nghề nghiệp cho các em. Và trong quá trình học là hiện nay chúng tôi là đổi mới chương trình đào tạo, trong đó có là học theo dự án. Không có học theo dự án là các em ngồi cái chuyện học lý thuyết, các em phải làm những cái dự án, mà để làm tốt cái dự án này thì các em phải liên kết rất chặt chẽ với các doanh nghiệp. Có thể thấy mô hình hợp tác đại học doanh nghiệp đã và đang được áp dụng khá rộng rãi ở Đà Nẵng, ở cả hệ thống đại học công lập và ngoài công lập, mang đến nhiều lợi ích cho cả trường đại học và doanh nghiệp, và đặc biệt là sinh viên. Trong thời kỳ công nghệ 4.0, khi đòi hỏi về nguồn nhân lực có nhiều thay đổi so với trước đây, cần thiết xây dựng các chính sách, cơ chế rõ ràng để có được những sự hợp tác dài hạn và thực sự hiệu quả.